Vâng, tiết mục đêm nghe hát quả đưa nhớ bác của Đình Minh Lý chưa chuẩn bị được. Ngay sau đây, chúng ta hãy tạm biệt cùng quê quan họ vừa rồi của đội múa chủ nhà xóm Trại Cài. Và chúng ta đến với một cái hội làng của nói chung xóm nào của làng nào có cơ hội, có đình, có làng. Rất là tấp nập, nào thì người đi lễ, người đi dân hương, người đi chạy hội. Và từng đôi trai gái tay trong tay yêu nhau hạnh phúc đến trọn đời. Vâng, ngay sau đây, xin mời tất cả quý vị cùng hướng của sân khấu chào đón Bồi Văn Lệ, câu lạc bộ của cầu lúng múa hội làng. Vâng, xin mời. Thế thì này cũng xin phép được chuyển tiếp. Đội thị trấn Du sẽ thể hiện hát văn chân quê. Vâng, xin mời Bồi Văn Lệ của thị trấn Du đâu ạ? Sau thêm một ngày, nghệ sĩ Lê Thắng trình bày bài hát chèo chuẩn bị. Oh, yeah.